Chào mừng mọi bạn quay trở lại với phần tiếp theo nha. Thì phần này thì mình sẽ xây cái hệ thống để mà khai thác cái núi lửa này luôn. Thì để khai thác được cái núi lửa này thì ở đây mình sẽ xây một cái cục gạch thông khí này để đảm bảo là niobium sau khi nó chảy ra thì nó sẽ rơi xuống ô này. Ở đây mình sẽ xây một cái ô chứa, có thể là mình sẽ xây như vậy này. Sau này ở đây sẽ có một cái máy để mà múc múc niobium này lên à, chắc là vậy. Rồi mình sẽ thay cái này qua à, tại vì mình sẽ cần ở đây cần có một cái vòi đổ này, thì mình sẽ đổ chất lỏng xuống, tức là chất lỏng niobium thì nó sẽ xuống như này và được tiếp xúc với gạch này. Thì sao là hợp lý ta? Như vậy được ha. Chắc là được rồi. Chắc là được rồi. Ê. Xin nhầm gặp. À. Rồi, ở đây mình sẽ cần một cái máy gấp vật liệu, mình xây bằng niobium này, cho chắc ăn này. Đó, mình sẽ bỏ vào và mình thấy cái màu xanh này xuất hiện, tức là nó có thể gấp tới được đó. Cái này mình sẽ xây ngang lại. Và thì trên này mình sẽ xây một lớp gạch cách nhiệt rồi. À, trên này sẽ xây gạch cách nhiệt như vậy. Ở đây mình sẽ xây ba cái tua bin, một hai. Ở trên này mình sẽ xây dây điện này. Tiếp theo mình sẽ xây một cái ở đây, một cái máy làm mát ở đây. Thế cái này chưa xây đâu à, sau khi mình thiết kế xong đó. Ở đây mình sẽ xây cái máy làm bên này mình sẽ xây bằng thép thôi là được rồi. Còn bên này cái bằng đầu tải này mình sẽ xây bằng niobium luôn để đảm bảo là nó sẽ không có bị hư. Rồi tiếp theo mình sẽ xây một cái đường băng tải này. Ở đây mình xây bằng đồng cũng được rồi. Thì nó sẽ chạy vòng vòng lọc. Và lúc nào đủ nhiệt thì nó sẽ chạy ra ngoài. Mình có một cái cảm biến đường ray này. Một cái cổng trắng băng tải. Vật liệu đủ nhiệt thì nó sẽ ra đây. Rồi ra ngoài. Ở đây sẽ có dây tự động nối vào. Ở đây sẽ có một cái cảm biến nhiệt đường ray, cái này cảm biến nhiệt của máy làm mát chất lỏng. Đây mình sẽ bằng thép đấy. Tại vì mình cái đào ra được rồi, để có một ít niobium để mà dùng. Tiếp theo, có một cái rất quan trọng nữa là cái bắc cầu này. Bắc cầu này sẽ định hướng để cho băng tải này chạy. Và mình sẽ xây như vậy. Ở đây có một cục tôi để tới lấy được không, mất 100 kg rồi phải này ra đến xây được thôi chứ sao. Rồi thiết kế cái đường ống để làm mát này thì phải bằng gạch này qua một cái bắc cầu. Trong này mình phải cố gắng xây bằng đá mắc mái nhá, để lên cái này lên. Đó. À, lên đây phải qua đây sẽ được làm mát này. Niobium. Cái này chắc là mình sẽ dùng dùng thép để làm mát theo cách thủ công thôi.
Trên này mình sẽ dùng đá magma là được rồi. Đá hắc diện thạch rồi. Đây, ở đây sẽ có một cái đường ống để xả nước ra. Ở đây mình sẽ dùng ống đồng được rồi. Rồi tiếp theo dây điện. Dây điện mình sẽ cho dây điện ra ngoài chứ. Mình sẽ lấy cục dây đồng này ra, quang đồng. Để cho tôi để nó làm việc thì nhanh hơn. Có thể là mình sẽ thả vào đây. Thả trên này là nó sẽ rơi xuống dưới này. Đâu rồi? Để dây đi ngủ à? Ba thằng này liệt biểu cùng một trong một lần à? Grassman in bed với Bobo. Grassman in bed. Grassman. Cho Grassman xuống đây. Bay lên trên. Grassman in bed. Bobo in bed. Rồi ok, ba thằng ba lịch khác nhau. Sao không làm nữa? Thôi tự nhiên có đứa nào làm việc vậy? Là sao ta? Liệt biểu Rossman Bubble Nimbet. Sao không có đứa nào đi làm là sao ta? Sao tự nhiên đình công rồi? Không hiểu luôn. Còn đông. Bà công trình này. Còn đông chuyện đi ra ngoài này. Như vậy tiếp theo mình sẽ xây dây đồng vào. Dây đồng nối vào cái này xuống đây, chạy vào đây, nối vào đây. Đó, như vậy là đường dây điện mình chạy xong. Chạy đơn giản như vậy thôi. Ở đây mình sẽ cần có một cục pin. Cần pin đó không? Ở đây mình sẽ có một cái cặp biến nhiệt này để báo lúc nào là nó sẽ bật cái này. Và cái này nó sẽ qua một cái cổng buffer đảm bảo là nhiệt độ là phải đủ một khoảng nào đó mới cho bật cái máy này. Ở đây mình sẽ xây một cái bắc cầu. Không cần đâu, không cần xây bắc cầu, mình chỉ cần xây lên trên này xuống như vậy. À, này, cái cổng filter nên nó sẽ bảo là nhiệt độ phòng lúc nào mà đạt theo cái yêu cầu của mình trong vòng 7 giây đó, lúc đó mình mới bật cái tín hiệu xanh này. Ở đây mình sẽ cần có một cái máy để mà làm mát cái máy gấp này. Đó, sẽ xây như vậy. Ở đây đường ống làm mát này qua hai bắc cầu, một ống qua một ống về. Ở đây sẽ xây bằng đá hắc diện thạch được rồi. Chỗ này ở đây sẽ có một cái ố để mà làm mạ kim loại. Cần làm mạ kim loại không ta? Chắc là phải có đó. Chắc là nó sẽ nằm ở đâu khu vực này. Ở đây mình sẽ có một cái thép.
Đó, thì trong này mình sẽ đổ một ít sô cô la lên này. À, đường ống này nó sẽ cày từ dưới này lên. Qua đây. Và tiếp theo nó sẽ xuống lại đây. Tức là mình sẽ phá ổ này. Mình sẽ phá một cục gạch này, hai cục gạch này. Để âm thằng đề nó chạy ra ngoài này. Phá thang này này, và bịt chỗ này lại. Đường ống này mình sẽ nối lại với nhau này. Đó, như vậy. Mấy bạn nhìn ra chưa? Đó là cái cách mình xây cái này đó. Nhọn dẹp cái này. Phá thang này ra. Cần phải xây nhiều như vậy đó. Rồi, nhọn cái này ra. Cái này nó sẽ chạy vào đây. Và thả nó ra ngoài. Ở đây mình sẽ xây một cái tấm tản nhiệt của căn áp cần. Và đây mình sẽ đổ được một ít sô-cô-la vào này. Ở đây mình sẽ xây thêm một cái đường đi nữa. Và mình đổ sô-cô-la vào đấy. Để mà bơm vào hệ thống. Phá nó ra. Có thể chỗ này mình xây gạch như vậy luôn cho nó đẹp. Rồi, sau đó mình sẽ dọn dẹp cái này. Dọn dẹp cái này luôn. Vậy này mình sẽ chỉ cần xây lại hai này là được đó. Sau khi dọn dẹp xong rồi. À rồi, được rồi. À, ở đây một cái nữa. Xây như vậy. À không, chưa. Ở đây mình còn chưa xây đường băng tải. Xong chưa? Được rồi. Tự động hóa, đường ống nước. Rồi như vậy được rồi. Tua bin này nó sẽ chạy tới lúc nào một cái nhiệt độ nào đó. Lúc nào nó sẽ tắt cái tua bin này. Mình sẽ đảm bảo là không bao giờ để lượng hơi nước trong này quá thấp. Tức là không để nó chạy tới cái nhiệt độ là thấp quá. Tại vì nếu mà thấp quá thì ví dụ ở đây mình cho dưới 180 độ thì nó sẽ phải là bật cái máy này là nó sẽ đổ đồ vào. Vậy là ở đây mình sẽ cần một cái cổng filter để coi lúc nào dưới 180 độ đấy, ở đây 180 độ thì nó sẽ cho ba tua bin này chạy này. Thì tức là nó sẽ gửi một cái tín hiệu xanh. Mà ở đây mà tín hiệu xanh thì tức là cần nhiệt thì mình sẽ bật tua bin này luôn. Đúng không? Cái cổng này mình sẽ đặt khoảng 15 giây đi, 10 giây. Thì nhiệt độ trong phòng này lúc nào dưới 180 độ thì nó sẽ bật cái máy này đổ vào. Còn nếu mà trên 180 độ thì nó sẽ tắt. Nếu mà nó mà tắt rồi thì nó sẽ mấy tua bin này phải chạy, và mấy tua bin này nó chạy tới một cái lượng nhiệt nào đó mình sẽ tắt. Nếu mình sẽ phải tắt nó để gắn nó hết pin. Nó hết pin thì sao? Đúng rồi, cần phải có pin nữa. Có thể mình sẽ xây một cái bề tên lửa vào đấy và xây một lượng pin vào đấy luôn. Phải xây thang lại. Đây sẽ xây một cái máy bơm. Cái này là nước này, cái này đổ nước vào. Còn này sẽ đổ super coolant vào. À, dây điện nối vào này. Dây điện thì mình sẽ phải cần máy chạy bộ. Có thể mình sẽ đổ một ít super coolant nếu cần thiết. Thì vậy là cần hai máy thôi, với một cục pin.
Rồi như vậy mình sẽ đổ super coolant vào đây để cho mình sẽ đổ vào đây một ít thôi để cái này nó sẽ không nó sẽ làm giảm nhiệt độ chỗ này ra. Rồi chỗ này mình sẽ bảo lúc nào sẽ bật máy tu bin nào là lúc nào trên 140 độ, tại vì mình muốn giữ nhiệt độ phòng trong này ít nhất là phải 140 độ, tại vì nếu mà hết nhiệt thì nó sẽ hết pin, lỡ mà sau này mấy cái máy bên này nó hết pin á thì mình sẽ phải cần bật cái này lên. Đây là nguồn điện dự phòng đó. Mình sẽ xây một cái bể tên lửa ở đây để có thể mà xây được một vài cục pin lượng vào đây, và chắc là mình sẽ phải phá mấy cái này ra. Rồi thì pin thì cái này sẽ nổi ra đó, super coolant sẽ được nổi vào cái hệ thống này của mình. Ở đây sẽ có điện thì mình sẽ lo lúc nào trên trên 20 độ thì sẽ chạy. Ở đây mình sẽ cắn nó vào đây, mình nghĩ như vậy là được đủ rồi. Sao chạy phải đặt dữ rồi chứ. Rồi, như vậy là đủ đây rồi. Nhưng mà nhiều quá mà không đi dọn mệt. Ở đây chữa nhiều quá rồi. Phá. Rồi sau khi xong thì mình sẽ phá hết máy bơm này. Cái này sẽ hoạt động trong 6,5 ngày nữa, chắc là mình phải đứng lại chơi. À trời, quên, mình đã xây máy đổ nước đâu. Thì mình sẽ phải chuyển đi. Dọn cái nước này quá, và mình đổ nước vào. Ở đây mình sẽ đem toàn bộ nước vào 10 tấn chuyển đi. Ra bỏ đây. Và mình sẽ đổ nước vào sau. Đó như vậy. À, cái này sẽ phá ra này. Cái này mình sẽ bắt đầu xây pin vào. Pin lớn. Xây bằng quảng đông đó cho nó rẻ. Phá ba này ra. Sẽ tiếp tục. Pin này thì nó sẽ dẫn nhiệt ra ngoài nên mình sẽ lo. Cái này mình sẽ xây một thẳng một đường vào cục pin như vậy là được thôi. Ở đây sẽ xây một cái thang vào để tủ đề có thể xây được cái này nè. Rồi ở đây mình sẽ đổ nước vào. Sao chẳng phải đặt. Và nước này chưa. Cẩn thận nha. Ở đây mình sẽ phải phá cái đường nước này trước các bạn. Rồi sau đó mình dọn dẹp chỗ này ra. Rồi sau đó mình sẽ bấm nước vào. Sẽ chạy cài đặt. Bật tự động nóng cháy lên. Rồi. Cái này sẽ nổi trực tiếp vào đây. Rồi nó sẽ bơm vào hệ thống này cho mình. Và mình sẽ phải kiểm tra lại một chút. Khoan, cái này phải xây trước. Chưa nghe, chưa nổi ống. Tại vì nếu mà chỗ này nóng quá nó nước vừa vào đấy là nó sẽ đụng mấy cục này, nó sẽ bốc hơi và tràn ra ngoài và thành hư hệ thống của mình. Ở đây mình phải cẩn thận chỗ này. Xây đây một cục nữa. Rồi như vậy đổi ông vào được rồi. Sau này cái máy này nó sẽ gấp toàn bộ vật liệu trong này ra. À trong này có super coolant à. Lỗi rồi. Sao là vậy ta? Tự nhiên là vậy. Ở đây còn một miếng sốc có lên 12 kg. Cái này từ cái này mình tạm thời tắt này. Ở đây sẽ có hai ô nên mình phải quẹt hai ô này ra để dọn dẹp hai cục super coolant này đi. Rồi, nước thì mình xả ra này, còn super coolant mình chuyển đi ra ngoài. Đây, mình sẽ xây lại. Trời ơi, thưởng sao? Chỗ này một ít hơi được thôi, không sao đó. Chỗ này chục là nó hết tươi hết. Ngẩn ghế. Rồi,
phải tiếp tục nối vào. Đó, mấy bác thấy cái lượng hơi nước ít quá nó sẽ tự động hết luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục vào đổ nước vào đây để cho nó bơm vào chỗ hệ thống này của mình thì càng nhiều càng tốt thôi. Ở đây là bốn ô thì mình sẽ cho một ô mỗi 100 kg thì ở đây sẽ cần 400 kg vào trong này. Chỗ này mình đang cố gắng xây một cái thùng để mà dọn dẹp hết mấy cái này. Suýt nữa thôi lỗi, mấy bác hãy cẩn thận chỗ này nhé. Chỗ này để an toàn thì chắc là mình sẽ xây gạch vào đây luôn. Thật sự thì chỗ này cũng cần phải xây mà công. Đó, như vậy ở đây mình sẽ bơm vào khoảng 400 kg nước vào vừa. 400 kg nước mỗi ô, đảm bảo cho có một lượng áp suất nhất định và mấy cái máy trong này nó sẽ khó hư hơn. Cái này tại vì nhiệt độ đầu vào của mình là 180 độ thì ở đây đầu ra là phải dưới 190 độ, 185 độ. Thì tức là niobium nó sẽ chạy vòng và lúc nào dưới 185 độ thì nó sẽ cho ra ngoài. Cái này dọn dẹp, chơi dọn dẹp. Cái này phát thảo luôn. Cái bể này sau khi xây xong thì mình có thể thảo được rồi. Ở đây vẫn còn 1.400. Từ từ nó hết thôi, không sao cả. Rồi mấy bạn thấy này, ở đây cái lượng hơi nước hiện tại nó đang chuẩn bị hết rồi này. Ở đây 88mg, ở đây chân không này, bên đây còn 3mg thôi. Thì từ từ nó hết. Đó là trong trường hợp mà mình bị nhẹ thôi. Còn nếu mà bị nặng thì mấy bạn nên loạt lại game. Cái này mình bơm được vào như vậy là chắc là đủ rồi, không cần nữa đâu. Cái này sẽ xả ra. Đó, như vậy là hết. Nước này mình sẽ đem chuyển đi. Em đổ luôn đây cho để lại làm gì. nước dơ lên đồ sáu có 6 tầng 10 tầng mấy nước mà nó không bị thân đồ này và tiếp xúc nhiệt mà sao chứ. Rồi như vậy supercoolant thì mình cố gắng đem về tại vì supercoolant của mình là rất là quý. 200 mấy ký mình sẽ đem về bỏ vào lại đây. Thực bật này chuyển đi bật vào đây luôn. Thực bật này sẽ chuyển bước ra ngoài tên lửa. Mình có thức một cục ở đây rồi. Rồi như vậy là xong. Thì hệ thống như vậy là hoàn thành thôi. Cũng đơn giản luôn. Tạo này ra dọn dẹp. Cái này chắc phải đổi xuống đây để mà có thể chạy một cái điện cho cái chỗ pin bên này. Sau đó dọn dẹp chỗ này. Rồi như vậy là hoàn thành cái chỗ này và giờ mình sẽ bay về thôi. Sau này có chút thời gian nữa thì mình sẽ bắt đầu làm. Ở đây mình hiện tại mình chỉ 130 độ rồi. Thì đầu ghép này mình sẽ cần mấy thằng đế chạy đủ cái máy này chạy luôn. Thì mình sẽ cần một ít niobium để đem về. Và sau này mình rảnh có thời gian thì mình về mình bơm lại một ít khí oxy với nguyên liệu đã. Rồi sau đó mình sẽ qua đây mình xây một cái hệ thống. Giờ hiện tại mình sẽ xây cố gắng là xây được chừng nào thì hai chừng đó. Nhưng mà để xem có đủ nguyên liệu á. Thì quăng này hình như là thiếu rồi nè. Cái này sẽ phải xây lên tới trên này. Được thì xây mà cũng được thì thôi. Sau này cái núi lửa này hoạt động á, thì mình có thể chạy qua đây và lấy
kim loại tinh chế là niobium này để mà có thể xây được cái dây điện đó. Ok, đừng phá kệ nó. Ở đây thì rồi ngu rồi, cái này mình chưa đổ supercoolant vào. Supercoolant ở đây mình sẽ phải đổ một thùng nữa. Tại vì nó sẽ phải làm mạc ở đây. Mình tính xây bằng cái này nhưng mà ở đây mình quên đem nhôm đi rồi. Mình sợ sau này nó nóng hay chạy làm mạc không kịp. Mình xây cái này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Mình sẽ đổ vào đây một ít supercoolant nữa. Một bình là đủ rồi. Như vậy là đủ thôi. Thì đổ vào cái mảnh nó sẽ làm mát mấy cái tu bin này ngay lập tức luôn. Tại vì cái nhiệt độ của supercoolant trong này đang rất là thấp, mười mấy độ thôi. Ở đây là mười mấy độ, mình sẽ đổ thêm một bình nữa. Và như vậy bấm là chỉ chữ đồ dọn dẹp xong mình tháo thôi, phá. Và sau đó dọn dẹp xong mình về. Mình có thể nối dây điện vào lại đây cho tôi đi nó chạy chỗ có pin. Đó, ở đây nó sẽ từ từ mát thôi. Ở đây làm mát bằng thép thì nó hơi chậm một xí, không sao cả. Đó, cái này mình sẽ tắt phá thông này ra. Tại vì hiện tại mình cần dọn dẹp cái gì nữa hết á. Như vậy là hết rồi. Mấy bạn thấy chứ, ở đây mát rời luôn. Được ở đây 47 độ thôi, sao sao ghê. Ở đây thép này hả, ở đây các thép chuyển đi qua đây để làm mạc này. Ở đây có niobium thì một chút nữa mình sẽ thả xuống đây cho cái máy này nó gấp vào đây để làm mạc. Thép này cũng vậy, chắc là thép này để chuyển vứt xuống đấy luôn. Thật ăn ngồi địa mềm đã dung nhám. Đó, cái máy này nó sẽ gấp vật liệu và lúc nào dưới 130 độ thì nó sẽ cho ra đấy. Cái này 37 độ thôi. Đoạn này hôm nay nó sẽ được làm mạc ra chỗ này. Thì bạn thấy nhá, nó sẽ chạy vòng và lúc nào mạc thì nó sẽ cho ra ngoài. Đây cách để làm mạc cái này nhanh nhất đấy. Tiếp tục cho tôi đi chạy bộ tiếp. Ở đây có hắc dương thật, điện mềm, quảng đông là chuyện đi luôn. Mình sẽ đem về. Và sau khi cái núi lửa này nó hoạt động thì mình sẽ lấy được khoảng 70 tấn và mình sẽ đem về luôn. Mình sẽ chờ tới lúc nào nó hoạt động rồi mình sẽ tiến tiếp. Đó, như vậy là toàn bộ vật liệu của mình đã được làm mát, rất là dễ. Thì mình chỉ cần để trong này thôi, càng lâu thì nó càng mát. Mình chỉnh nhiệt độ 20 độ. À, lần trước thì mình hay chỉnh là ấm 100 độ hơn, nhưng mà thôi. Thực sự thì đem bỏ vào trong tên lửa thì nó nguy hiểm. Lạnh quá cũng tốt mấy bạn ạ. Ở đây hiện tại mình có một tầng 2. Chắc là mình sẽ đem thép về trước. Thép chuyển đi này. Về này. Ở đó này có nước biển này. Nước biển chuyển đi. Nước biển đem ra đầy đủ luôn. Để cũng làm gì. Supercoolant thì cần cắt lại. Được. Chuyển đi. Rồi như vậy xong. À, ở đây mình sẽ phá này. Thép ở đây 97 tấn à, để làm mạc luôn. Thép ở đây 93 tấn cho nó ra đây để làm mạc. Rồi, như vậy là mình sẽ chắc là sẽ về, tại vì cái núi lửa này hiện tại là 47 cycle này, nó mới hoạt động lại chán ghê à. Thì mình sẽ tiếp tục cho cái này nó hoạt động để mạc và mình chạy về luôn. Cái nước này nó sắp hóa thành hơi nước rồi này, 97 phẩy mấy rồi. Và mình sẽ làm mạc cái thép này trước khi về. Nước này của mình là hiện tại là
47 độ thì mình sẽ chỉnh lại là dưới 55 độ để nó làm giảm cái nhiệt độ cái thép này một chút đấy. Ở đây hiện tại mát lắm. Chắc mình sẽ xây ở đây thêm 2 cục gạch nữa. Không cần thiết. Mỗi lần cái máy này nó sẽ gấp 100 kỷ. À, như vậy là xong. Supercoolant ở đây lên tới là 110 độ rồi. Hơi nước này ra tới đây này, dễ sợ chứ. Rồi sau khi làm mát xong thì mình sẽ cho tụi đế về thôi. Chắc là phải sau lâu lắm mình mới có thể quay lại chỗ này. Tại vì dây điện của mình hiện tại là đây nóng quá ra. Chán quá, giờ sao đấy. Để mình có đem thủy tinh đi mà đâu chứ. Thôi như vậy được rồi. Chắc sau này lúc nào nó bắt đầu chuẩn bị hoạt động thì chắc mình phải đem tôi đề quá. Dưới 130. Sau này cái máy này nó gấp á, thì nó sẽ ưu tiên là gấp chạy vòng lập làm nóng cái nước này hết sức có thể. Tại vì sau này nó không làm nóng cái nước này kịp á, thì nó có thể là sẽ bị hư mấy cái này. Mà hy vọng mà hết một cái là mình xây sạc mặt nước như vậy rồi thì nó sẽ không bị gì hết á. Ở đây niobium thì mình sẽ đem về này, và quảng đông thì thép 17 tấn đem về này. Còn ở đây còn quảng đông 700 kg đem xây luôn. Này thì cứ để lại thôi. Cái được là 97 độ. Cái này lúc nào dưới 130 độ cho ra ngoài. Cái 180, cái này 130. À, rồi, tiếp theo thì cái này 135 này. Cái này phải luôn luôn thấp hơn cái này. À không, ngược lại chứ, cái này phải luôn luôn trong phòng này phải luôn luôn được tôi bên làm mát hơn 125 độ. Cái này mình chỉnh tạm thời thôi. 130 này. Còn cái này 135. 135. Rồi như vậy là xong, mình có thể về được rồi. Nhiên liệu sao? Vì một cô gạch đủ má. Nhiên liệu cảnh báo chất oxy hóa hạn chế là sao? Trong này có đứa nào à? Còn một đứa đâu rồi? Ba đứa đấy rồi. Ừ. Nhiên liệu. Bị lỗi diễn trời. Xóa này, rõ ràng là mình bay về tới này.
À, do cái này. Cái này phải này ra chứ, phải này chưa bay được. Đó, như vậy là bay được rồi. Làm mình hệ thôn rồi. Bay về, về là về quê hương, và sau mấy chục cycle nữa thì mình có thể qua đây lại để mình có thể là lấy niobium. Thì tạm thời là phần này mình cũng sẽ dừng ngang đây đó. Phần trước thì mình chỉ cho mấy bạn cái cách để xây xuống dưới magma, và cái thứ hai là xây được cái hệ thống khai thác niobium. Thì hệ thống này cũng đơn giản đó, hiện tại là hết điện đây. Lúc nào cái mặt này chuẩn bị phúng thì mình sẽ đem tôi để qua để vận hành. Đúng ra thì mình đem một ít thủy tinh ra thì nó sẽ khác rồi. Có thể là mình sẽ về và đem một ít thủy tinh qua xây luôn. Hả? Trời ơi, quên cho nó ăn. Quên bật cái máy này. Mình sẽ loạt lại game thôi. Rồi, tạm thời là như vậy đã. Kết thúc của một cycle là một thằng đệ chết chán ghê. Máy cũng là lưu game ở cycle 493. Thì phần này thì mình sẽ tạm dừng ở đây nè. Phần sau thì có thể là mình sẽ dùng tên lửa này để bay luôn cho nó đẹp. Một lần nữa thì mấy bạn là nhớ xem ủng hộ like share giúp cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.